Ai nổ? Trang Việt Tân vừa làm cú kích động dư luận rằng Việt Nam nổ cuối năm 2022, Việt Nam nổ rằng điện thoại Make in Việt Nam xuất khẩu đạt kỷ lục hơn 55 tỷ USD qua thông tin đưa báo thanh niên ngày 7 tháng 12. Quy kết Việt Nam nổ chưa đủ, Việt Tân viết tiếp Chúc mừng Việt Nam có ai kiểm chứng dùm con số. Đúng là chúc mừng kiểu Việt Tân còn hơn sỏ lá, nói y như một mũi tên độc. Độc vì sự mỉa mai và đều càng bất chấp sự thật. Độc vì trò kích động nhằm mục tiêu làm người đọc hoài nghi con số hơn 55 tỷ USD xuất khẩu điện thoại. Độc vì ngụ ý rằng, cái gọi là điện thoại make in Việt Nam là do Việt Nam bốc phét mà thành, làm gì có trong thực tế. Nhưng chết nỗi, Phạm Việt Tân mỉa mai điều gì, thoá mà ai, đều nên và cần hiểu ngược lại. Việt Tân bản chất là thế, luôn vu cáo, đâm đặt, xuyên tạc, gắp lửa bỏ tay người. Việt Tân thậm chí còn bị công an Việt Nam đưa vào danh sách các tổ chức khủng bố từ năm 2016 căn cứ pháp luật sở tại và luật pháp quốc tế. Trở lại cái mà Việt Tân cho là Việt Nam nổ. Những người hiểu biết, nắm được thông tin đều chẳng chút hoài nghi con số hơn 55 tỷ USD, chính xác là 55,4 tỷ, xuất khẩu điện thoại của Việt Nam giúp nhóm hàng điện thoại và linh kiện tiếp tục giữ vững vị trí là nhóm có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, chiếm tỷ trọng 16,2% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước trong 11 tháng năm 2022. Cần ghi rõ là tiếp tục để thấy tính quá trình, bởi trước đó năm 2021, bất chấp chịu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đã đạt tới 58 tỷ USD. Số liệu cũng cho thấy, bình quân giai đoạn 2011-2021, nhóm ngày này có mức tăng tới 34%. Việt Nam chẳng thể nổ tung tóe ra con số đó vì còn liên quan đến nhà đầu tư. Nhà đầu tư là tập đoàn Samsung lẫy lừng, lọc cõi thương trường, càng không thể cũng như không dạy gì thổi vống số liệu ấy để lấy oan vì còn liên quan đến chuyện thuế má, vống lên doanh số để bị cơ quan thuế đè ra thua à? Rõ một điều, Việt Nam được thừa nhận là đại bản doanh lớn nhất thế giới của Samsung. Tập đoàn công nghệ khổng lồ này đã đầu tư khoảng 18 tỷ USD vào 8 nhà máy và sản xuất, trong đó có 2 nhà máy sản xuất điện thoại thông minh tại Bắc Ninh và Thái Nguyên. Tới nay, sản lượng điện thoại thông minh Samsung sản xuất tại Việt Nam chiếm hơn một nửa số điện thoại thông minh của Samsung trên toàn cầu, khoảng 272 triệu chiếc năm 2021, cung cấp chủ yếu cho các thị trường Bắc Mỹ và châu Âu. Con số đó đưa Samsung trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, chiếm 20% thị phần, trong khi con số này của Apple là 17,4%, số xuất xưởng là 235,7 triệu máy. Sản xuất để bán, chứ đâu để tồn kho. Vậy nên, 55,4 tỷ USD xuất khẩu điện thoại của Việt Nam trong 11 tháng qua là con số thực, sao có thể nghi ngờ. Còn về câu chuyện make in Việt Nam mà Việt Tân đem ra nhạo bán, Việt Nam và Samsung Việt Nam cũng chẳng thể tự tiện. Cách đây 3 năm, từng có những lúng túng trong việc gắn mác gắn nhãn kiểu như thế nào là hàng hóa của Việt Nam hoặc hàng hóa Việt Nam, thế nào là hàng hóa Việt Nam, thế nào là sản xuất tại Việt Nam hoặc Việt Nam sản xuất, thế nào là chế tạo tại Việt Nam hoặc Việt Nam chế tạo, cho dù đã có Nghị định 43 ban hành năm 2017 về nhãn hàng hóa. Để khắc phục sự lúng túng đó cũng là nhằm bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp, người tiêu dùng, Ngày 9 tháng 12 năm 2021, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số một sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 43, khắc phục cơ bản những bất cập liên quan đến gián nhãn, các quy định về gián nhãn hàng hóa lưu thông tại Việt Nam, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Nôm na, make-in là những chỉ dẫn về địa điểm tham gia quá trình sản xuất của một hàng hóa nhất định, gắn với nó là điều kiện cụ thể về tỷ lệ giá trị gia tăng nội địa tối thiểu 30% trở lên, kèm theo việc sản xuất phải vượt qua các công đoạn gia công đơn giản. Như vậy, một khi Samsung Việt Nam đã tự tin ghi sản phẩm của điện thoại dòng Make in Việt Nam thì hiển nhiên phải đáp ứng đủ điều kiện rồi, sao có thể tùy tiện. Rộng ra để thấy, Việt Nam làm chẳng khác ngoài thông lệ quốc tế. Ai chẳng biết sô-cô-la Thụy Sĩ nước tiếng như thế nào, nhưng nhiều người đâu có biết sô-cô-la Thụy Sĩ được ghi sản xuất Make in tại Thụy Sĩ, vậy mà nguyên liệu chính cacao lại nhập từ châu Phi hoặc sự kiện mới tinh được truyền thông quốc tế đưa rầm rộ, máy bay chở Comac C919 mà Trung Quốc có tham vọng cạnh tranh với hai nhà sản xuất phương Tây là Boeing và Airbus đã được thương mại hóa với trăm ngàn đơn hàng. Loại máy bay này được chứng nhận Make in China dù các linh kiện như động cơ, hệ thống điện tử, điều khiển, thông tin liên lạc, thiết bị hạ cánh nhập khẩu từ các nước sản xuất quốc tế. Như vậy, việc điện thoại Make in Việt Nam xuất khẩu đạt kỷ lục hơn 55 tỷ USD là thật, chứ đâu có nổ mà Việt Tân phải cay cú tất nhiên liên quan đến chuyện này vì sao việt tân hậm hực thì mọi người đều biết rõ cả rồi